Ok, thấy củ khoai chưa? Khoai này. Thấy củ khoai chưa? Khoai này. Có khoai ở ngoài, củ khoai ở ngoài nó xịn lắm. Đây cái này vô quên này. Trời ơi, như là Hải Phòng không tặng em miền Nam nhé, chúc miền Nam thi đấu thành công nhé. Mời bao cầm ba cuốn nha, phước chụp danh các bạn bằng điện thoại thường phước cho để anh làm khoảng thời gian đi ra được trang rồi. Bà ông bố là quê gốc Thanh Hóa mà bà mẹ quê gốc ở Huế đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ông bố quê Thanh Hóa. Đúng. Mà bà mẹ là gốc thầy Lý vào đâu rồi? Hả? Thầy Trường Lý vào đâu rồi? Vợ đâu lấy cô vợ hai là học trò. Chính xác, học trò trường em luôn. Xong lên trên đấy còn quê là. Đúng rồi. Chính xác. Nhưng Long biết thầy Tiến chưa? Chưa, bây giờ mới gặp thầy Tiến luôn. Lê Đức Tiến. Em ông Lê Đức Thọ. Trưởng ban tổ chức trung ương. Hôm mà hôm em đi thi ở bên ông chia á, em nói là người khác cần đi. Xong rồi chị bảo cứ người khác thì hay lại, em không lại. Còn thầy nó đều kiến thức cái tật người khác. Thầy biến đấy nha. Rồi đâu kêu thầy đó, thầy biến tiện đi em.